Khi cuộc sống gặp khó khăn, hãy đọc và ngẫm 4 câu nói của Đại sư Hoàng Nhất, bạn sẽ mạnh mẽ và làm việc hiệu quả hơn. Trong lịch sử Trung Quốc, có một bậc kỳ tài tên là Hoàng Nhất, tư chất thông minh ngay từ thời niên thiếu, lớn lên trở thành một anh tuấn kiệt xuất. Cuối đời ông quyết định xuất gia. Đại sư Hoàng Nhất họ Lý, tự là Thúc Đồng. Trong suốt cuộc đời Lý Thúc Đồng, hai từ chăm chỉ là ấn tượng đẹp mà ông ấy để lại cho mọi người trên toàn giới biết đến. Dưới đây là 4 câu nói nổi tiếng của Pháp sư Lý Thúc Đồng đã gây ảnh hưởng sâu sắc đến muôn đời sau. 1. Phàm sự bất nhận chân bất thu kỳ hiệu. Câu này có nghĩa là mọi việc trên đời nếu không chăm chỉ thì sẽ không bao giờ nhận được sự kỳ diệu của nó. Khi làm bất kỳ một việc gì phải làm một cách thật tỉ mỉ và cẩn thận, làm bằng chính khả năng và sự nỗ lực của bản thân. Chỉ có như vậy mới có thể thu được thành quả như mong muốn. Nếu cứ làm theo kiểu 3 ngày đánh cá 2 ngày phơi lưới thì thành công sẽ không bao giờ đến với bạn. 2. Bất nghiêm túc bất thành kỳ sự, bất hiến thân bất minh kỳ trí. Nghĩa là không nghiêm túc sẽ không làm nên đại sự, không nỗ lực sẽ không thể nhận thấy chí hướng của mình. Câu này khuyên răn con người ta phải nhìn nhận công việc một cách nghiêm túc, cho dù đó là đối với mọi người hay công việc hay là đối với cuộc sống phải luôn duy trì một thái độ nghiêm túc. Làm được như vậy thì bạn sẽ thu được nhiều thành quả lớn lao. Tận tâm tức là dốc toàn tâm toàn lực cho một công việc nào đó, coi công việc đó cũng giống như niềm vui trong cuộc sống. Chỉ có như vậy bạn mới cảm thấy hứng khởi trong việc, như vậy bạn sẽ sớm gặt hái được thành công. 3. Tự trách chi ngoại vô thắng nhân chi thuật. Câu này có nghĩa là phải nghiêm túc và khắt khe với bản thân mình. Chỉ có như vậy mới có thể tiến xa hơn được những người khác. 4. Tự cường chi ngoại vô thượng nhân chi thuật. Nghĩa của nó là ngoài việc tự cải thiện bản thân cũng không còn cách nào để vượt qua người khác được. Phong Tử Khải từng đưa ra một nhận xét như thế này về Pháp sư Lý Thúc Đồng. Đặc điểm lớn nhất trong cuộc đời của ông Lý Thúc Đồng là mọi thứ đều nghiêm túc. Khi ông đã bắt đầu làm việc gì đó thì ông ấy làm với một thái độ đàng hoàng và tận tâm. Làm việc không vì một điều gì cả nhưng bao giờ cũng làm đến cùng mới thôi. Một con người lúc nào cũng 10 phân vẹn 10 đã truyền cảm hứng cho thế hệ sau rằng khi làm bất cứ việc gì cũng cần phải đầu tư nghiêm túc cả tâm và lực. Nếu hoàn toàn hiểu được ý nghĩa của 4 câu này thì thành công nhất định sẽ đến với bạn vào một ngày không xa. Mọi việc trên đời nếu không chăm chỉ thì sẽ không bao giờ nhận được sự kỳ diệu của nó. Không nghiêm túc sẽ không làm nên đại sự. Không nỗ lực sẽ không thể nhận thấy chí hướng của mình. Chỉ có tự kỷ luật mới có thể hơn người khác. Chỉ có không ngừng cố gắng mới vượt qua được người khác.